thầy bùa còn sống hay lắm á, hay là những con hồn vất vưởng ở nơi đây. Ôi, 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 ôi. Em có sao không? Hi, xin chào tất cả cô chú anh chị trở lại kênh Nguyễn Phúc này nha. Em chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh của anh em mình. Thì hiện giờ Lộc và Phúc đang có mặt ở trên ngôi nhà của cô gái. Ngôi nhà cô gái mà bị yểm mà không siêu thoát được cả nhà. Con thầy bùa á mọi người. Thì cả nhà ơi, mưa. Quá, wow, ngày nào cũng vậy chứ trời. Anh em mình vừa tới luôn mọi người. Xui vậy. Cả nhà hiện giờ mà anh em mình vừa tới được chút xíu. Hôm nay anh em mình không có lên sớm. Mà giờ này là khoảng chừng đâu khoảng 8 giờ em. Thì mình đã đến 8 giờ. Thì anh em mình đến đây thì với mục đích đầu tiên hôm nay mình sẽ cố gắng cho có nghĩa là cho ông thầy bùa này. Mình ở clip trước ở nhà có nhớ rằng khi mà ông thầy bùa này ông xuất hiện thì dường như mình không biết ông đang giúp mình hay là ông đang hại mình nữa. Thật sự nó hơi là khó hiểu cái vấn đề đó. Là những cái lần trước mà anh em mình đến là hầu như ít có bao giờ mà đỡ lại khuya lắm, từ hầu như là buổi chiều chiều hoặc là sớm để mà anh em mình về. Còn hôm nay thì anh nói thì khi anh em mình đi có đem theo bùa, nói chung có xin những lá bùa này mà mình mong rằng là hôm nay thì sẽ có được cái điều gì đó để chia sẻ với mọi người. Ở đây Lộc và Phúc có 4 lá bùa. Này là 4 lá bùa riêng, là mình không nói cái lá bùa chính giữa. Cái này bùa này khác nữa. Đây thì đây. Một đem lá nha cả nhà. Anh em mình có này nè. À nè mọi người. Đây là 4 cái lá bùa là dán 4 hướng trong cái ngôi nhà là đông tây nam bắc á. Đây nữa này. Cái này là hướng gì anh? Hướng gì? Hướng nam. Hướng nam, đông nam nè. Em cầm cho, đông nam đông nam. Anh coi đây cái này còn tây bắc nữa đó. Hướng này hướng gì đây? Tây. Con hướng tây nè cả nhà. Ok, nè tây nè mọi người. Ngồi sau này nè. Mình có ghi rằng nhớ. Này hướng bắc nè cả nhà. Vậy là còn này dư đúng không? Anh em mình cắt lại. Dư cắt. Anh em mình sẽ lấy cái lá bùa. Còn này. Đây lá bùa này dán chính giữa nhà. Đây là cả nhà, đây là một cái tấm. Cái đó hai lá vậy anh. Hai lá, hai lá. Cắt lá. Anh cắt lá này. Nhưng cái bùa niêu này nó khác cái bùa niêu kia trước cả nhà. Cả nhà thấy khác ở khúc dưới không? Khúc trước ở dưới được in bằng cái mực đen. Nó khác bùa trước nè, em để ý không? Ừ. Nhưng mà có nghĩa là ở đây thì hôm nay mình sử dụng những cái tấm bùa này, cái này nữa nè. Bắt bắt này đó đủ à, rồi, mình là 5 lá nhưng mà 5 thật. Thì anh em sẽ cố gắng. Cả nhà có nhớ cái rồi hôm trước mà khi mà Phúc bị dắt đi nhưng mà dường như không có làm hại anh em mình. Tại giống như là chỉ là hù dọa thôi. À, anh nãy anh có nói là không biết là ông thầy bùa này giúp đúng hại mình, tại vì có một cái con quỷ nữa với ông thầy bùa nữa và cái hồn ma của cô gái. Nhưng mà lâu lắm rồi anh em mình không biết, không có thấy hồn ma cô gái nữa. Hình như cô gái dường như không thấy nữa mình. Nhưng mà ông thầy bùa này anh em mình thấy lần nào đến cũng gặp ổng hết. Nhưng mà anh có nói là không biết ổng giúp hay là ổng đang hại mình không? Đúng rồi. Là khi mà buổi chiều á cả nhà. Em nhớ clip lần nhất anh em mình đến không? Cái clip em bị đem lên đó không? Không mà đem lên đó. Thì lúc mà Lộc ở trên nhà, Lộc đi ra thì Phúc vừa nhảy lên thì giống như có gì kéo. Cái gì kéo gì đó không? Cái sẹt xuống đó lại Lộc nhảy xuống thì không thấy gì hết. Chỉ cái lúc mà anh nhớ là em đi ra ngoài, cái em đi vô cái tự nhiên anh kêu em ngừng lại, anh nhớ không? Ừ. Có người đàn ông đứng kế em. Đúng. Có người đàn ông, mình nghĩ là ông thầy bùa đó. Nhiều nhiều anh chị nói là người ta đi qua mà không phải. Không phải người đi qua đâu. Nhưng mà người không thật sự gì, lúc trong ngay lúc đó anh em có nói với cả nhà rằng là rất là giống người. Vì dường như là tất cả hầu như da thịt, thấy da thịt. Nhưng mà cả nhà hãy nên biết rằng họ di chuyển rất là nhanh. Nhanh lúc mà Lộc đi gần Phúc. Lộc sợ lúc đó ngay giây phút đó mình sợ là nếu Phúc quay lại có cái vấn đề đó. Phúc thì sợ lúc sợ cái gì đó, Lộc kêu Phúc đi chậm lại, Lộc đi xuống. Hai anh em có gì thì anh em mình sẽ về đỡ. Nhưng mà vừa Lộc đi gần thì
bóng đen nó giống như vụt đi, biến mất là biến mất. Và cái sau đó cái em trèo lên, thì trèo lên thì bắt vừa trèo lên cái là có gì nó kéo, đúng rồi, kéo đi, làm như dường như là mình không biết là có phải ông thầy bùa đó bắt đi không, nhưng mà có một vấn đề đây nữa là nói chung là lâu lắm rồi cô gái dường như không thấy, dường như không thấy, không, anh em mình không biết luôn, không biết là cô gái này có thể hôm nay nếu mà sử dụng những tờ bùa này anh em mình có thể mình chưa nói tác dụng của những cái lá bùa này cho mọi người biết nha. Thì đó, bốn lá bùa này anh em mình có lá bùa nhựa, thường thường những cái bùa này thì có thể sử dụng để trấn yểm, có nghĩa là dán bốn góc nhà để trừ ma tà đó, tà ma, đúng rồi, với một cái tấm bùa niêu. Nhưng mà những cái tờ bùa này đã được thay đổi, tại vì trong lá bùa cả nhà biết rồi, bùa nhưng mà chỉ cần khác đi nét chữ nó sẽ khác, nó sẽ có công dụng khác. Đúng rồi. Và cả nhà thấy bùa niêu thì cũng hôm nay nó cũng có một cái khác nữa, không có giống lúc trước. Đúng rồi. Thì ở đây anh em mình hôm nay nếu mà đến, nếu được thì anh em mình sẽ cố gắng thử cái giữ ông, nếu mà thật sự không biết ông thầy bùa hoặc là ma hoặc là quỷ hoặc là những cái vong hồn nào ở gần ở quốc gần ở đây, nếu mà thật sự anh em mình họ có ở đây thì anh em mình thử sử dụng những cái lá bùa này là giống như cho họ ở trỏng, không cho ra khỏi nhà được. Có một số bạn hỏi rằng là nói rằng là anh em từ trước đến giờ nói là không có thể bắt ma quỷ được, nhưng mà tại sao anh em mình hôm trước là nói là giữ ma quỷ ở trong cái phòng của Phúc. Nhưng cả nhà hãy để ý những việc anh em làm, anh em mình không có nói bắt, anh em mình thử giữ họ ở trong phòng. Tại cái lá bùa đó, lá bùa là dán ngay cửa để làm sao họ ra được, cái lá bùa đó là trừ ma tà. Mà anh em mình không có năng lực mà nhốt họ lại bắt thôi, ví dụ bắt vô hũ đi anh em đâu có giờ bắt được đâu. Nhưng mà nhốt lại giữ họ lại chỗ đó thôi, trong vòng đó thôi, nhưng mà có thời gian nhất định. Tại cái lá bùa này kia đâu biết được cái sức lực của cái ma đâu biết, không anh đâu biết thế nào đâu. Còn sự việc mà những ông thầy bắt các ma quỷ bỏ vào hũ á, là Lộc có từng chứng kiến đó là được chứ không phải ông. Nhưng mà những ông thầy là phải có nghĩa là học thuật cao, họ lâu năm họ tu, nói chung là họ phải có cái phép thuật, có nghĩa là phải là một người lãnh ngộ được cái những cái gọi là bùa chú đó, họ có thể được sai khiến được những vong linh. Là Lộc chính mắt Lộc thấy lúc đó là khoảng 10 tuổi thôi, chính thức mắt Lộc thấy là ông thầy đó, ông tên là ông Quan Kỳ Cục. Nhưng mà ổng hồi lúc trước ở gần nhà mình đó, ông bắt lúc đó mình thấy rõ ràng đó cả nhà, là khi mà người đó bỏ bị chị đó bị quỷ nhập, thì khi mà ổng chỉ tới đâu á thì cả nhà không phải dẫn đâu, tự nhiên cái trên người cơ thể mình có một cục tròn này nè đen, nó hiện lên dưới da, nó chạy tới đâu chỉ tới đâu chạy tới đó, mà thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng, lúc đó mình còn nhỏ nhưng mà mình vẫn còn nhớ nhên. Chạy đến cuối cùng là cái cục nó ra đừng cái giò cái này. Là ổng để hũ sẵn ngay giò đó, ra kéo cái đây rồi kéo tay ra đó, ra đó một cái là có cái nắp bằng ấy á, ấy cái bùa xuống rồi nắp dán kèo lại rồi. Còn việc mà ổng đem đi đâu ổng bỏ như thế nào thì mình không biết được, đó chính mắt Lộc thấy là Lộc nói anh em mình nó không được. Phải không có mà có được. Còn về cái vấn đề mà như hởm anh em mà nó không có là những cái vấn đề mà kêu là đúng rồi lại cầu họ lên liền rồi kêu họ cho đi gì độ gì siêu thoát, siêu thoát không phải là muốn cho siêu thoát đâu, mình đâu phải. Nếu mà những ông thầy đã giỏi vậy thì họ đã cho dòng họ anh em họ siêu thoát hết rồi, vậy thì đâu có ai mà thành quỷ thành ma đúng không cả nhà. Thì mấy người ta lại thì chỉ là cúng cầu siêu thôi, cúng cầu siêu thôi chứ không phải là lại để cho họ siêu thoát. Thật sự mà mẹ Lộc mắt cũng rất là nhiều những người tu sĩ ở trong đạo lợi là họ rất là biết gành về bùa, và thậm chí là họ đã biết rất tất cả về những bài kinh kệ. Họ đến họ chỉ tụng và cầu lấy là gì, là mong đợi, là hướng đến là một cái việc đó chứ không phải là chắc chắn là họ sẽ được siêu thoát. Đã nói chữ cầu rồi mà cầu, đã cầu mà cầu mà, chứ đâu phải là chứ anh em mình không phải là lần này nói là ấy đúng anh em mình nói không được, là những cái như hỏi anh em mình có nói lại cầu cho họ siêu thoát là đến mà cầu theo liền khó lắm, họ kêu lên liền không có. Tại mọi một cái vong hồn thì có một cái thứ nhất là họ có cái oan ức của họ, họ chưa đúng làm rồi. Được họ chưa đi được. Thứ hai là họ còn phải trả những cái khi mà chúng ta nợ ai đó vấn đề đó thì bắt buộc chúng ta phải trả họ, giống như là cái, không cái... anh nhầm cái vong họ không chịu đi họ lại hộ phá. Nhầm vong chứ không phải là do đi. Cái quán khí họ, đúng họ đúng còn rồi. Tức giận cái vấn đề đó đúng họ không buông bỏ được. Nhưng mà cũng có phải họ, nói chung là nếu mà mình lại mình nói chuyện, nếu mà kêu họ lên được nói chuyện họ có thể đi siêu thoát được. Đúng rồi. Mình ăn nỉ họ chứ không phải là có nghĩa là siêu thoát hay không cũng là một phần ở họ. Đúng rồi. Còn một phần ở chỗ là họ tạo nghiệp nhiều hay ít nữa. Mà đi theo cái hướng nào, một là họ giảng sanh, hai là họ đi vào được địa ngục. Có hai con đường.
Thì cái đó là chuyện nó hên xui mà anh em mình và tất cả Lộc tin chắc là những thầy tu cũng chưa biết rõ được anh em mình đó. Chỉ làm được bao nhiêu biết bao nhiêu làm bao nhiêu thôi. Ok đúng rồi. Bây giờ cả nhà đi cùng anh em vào trong xem có điều gì xảy ra không cả nhà. Cả nhà thì anh em mình sẽ đi lên đây trước tiên hôm nay. Đây giờ có đoàn nước ngang mũi gì đây ta? Hình như ban ngày có người lên đây em. Gì? Chấn động trong não. Đây có người lên đây cúng đồ nè. Muối không? Muối. Muối mặt được trước rồi. Không nhưng mà em thấy cái chậu bông không? Ừ, có người đốt. Mì nữa nè. Đấy là người cúng mà. Em cầm giùm anh đốt mấy cái đốt mấy cái có đèn cày. Được được. Ở đây là Phật Thích Ca. Những lần trước thì mình cũng đi ngang đây rồi mình đốt nhưng mà những lần là lâu lắm mà anh em mình đi chung là ít có ghé lại chỗ này, anh em mình đi thẳng vào trỏng luôn. Hôm nay thì anh em mình muốn đến thì thắp lại một ít. Lộc tại vì cái máy nếu mà mình để đèn nó tối nó sẽ chớp cho nên mình bật hơi bị nhiều đèn. Coi cái máy em chá không, coi chuyện bị chá không mấy anh hạ bớt qua hổm nó bị chớp quá chớp rồi, trong nhà nó bị chớp. Anh làm đi trong thì đi tới đây nghe trong nhà hình như có tiếng động rầm 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 sao mưa tới vậy em ơi, đúng không? Không suối mà anh không suối luôn vậy. Mưa. Đi anh em đi dài dài chậm. Hết rồi. Ngủ hả? Tiếng mưa hay tiếng suối? Không phải. Hết rồi nè em im nè. Này ầm ầm luôn không? Giống như cái dông kép thôi gì đó. Thì anh nghe em nhà em thấy cũng chạy vô rồi tại vì sợ là tới đó. Thì sao giờ hết trơn ta? Bây giờ chỉ còn nghe tiếng suối không? Ủa? Ừ, em nghe kỹ rồi. Tiếng suối đó. Đúng rồi, tiếng suối nè. Hồi nãy là tiếng một cái ầm 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 á, tiếng dông giống như cái gì kéo đến vậy á. Cái gì ở trong nhà? Gì? 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 Em lên anh đây hay gì? Máy bị gì vậy? Chào. Đi chú.
chung hay sao hay là mình chia ra. Em lên hay là anh lên? Anh lên chứ cả. Cái gì? Anh lên chẳng đi. Anh lên phải không? Em đi đường dưới lên. Ok ok. Cảm ơn. Nhìn kỹ kỹ có gì không? Ok ok em đi em dưới rồi. Vô là nghe cái tiếng gì ầm ầm ầm. Thấy cái gì như ông thầy bùa hay gì á. Đứng ngay đây đúng không em? Đứng ngay đây nè, giữa cái nhà luôn. Đứng ngay chỗ này nè. Ê, ê. Gì à? Thấy gì? Cái mười cái quần của mình á, dây quần này lọt mình nhớ được đó, mình chụp anh lọt hơn kịp mà té xuống đây nè, cái dưới là cái bên đây nè, nhớ dưới là bây giờ vẫn còn nè. Ok nha. Có gì không? Có gì ngoài em không? Em nhìn xuống đi dòng cái. Ok. Ở dưới. Ở trên này, ok. Cái nhà thì cả nhà thấy nè. Đây để mình sẽ đốt hai cái đèn cầy trên này cái. Một cái đèn cầy ở đây, một cái đèn cầy ở đây. Mình đốt hai cái đèn cầy này. Có gì không em? Lên đi em. Ui. Lên đi không có gì đâu. Cái nhà. Cái gì? Đặt đèn nhìn ra ngoài đó kìa. Cái máy không có xôm được. Thấy không? Thấy không? Nè. Ờ, thấy chưa? Đây nè. Ngoài lúc ngoài cái cây tàu bảo đèn đốt quá. Tàu đèn đốt quá. Có bóng người đứng không anh? Ê không làm gì anh? Cái máy nha, không thấy rõ được rồi. Máy luôn rồi. Rồi. Tắt đèn cày. Ủa làm có bóng không? Sao máy em đèn đâu? Có. Mà máy anh không sao? Gì?
em thấy bỏ hàng luôn. Có một cái bóng đứng ngoài chỗ đèn cày anh em mình đốt. Ủa đèn cày rắc luôn á anh. Ủa? Ủa đốt rồi mà. Không, ở trong ngoài đó kìa. Ủa đèn cày tắt đây, em đang đốt rồi mà kìa. Ủa đèn đốt rồi. Đốt rồi. Bây giờ em thử em lên anh dưới này thử. Ok ok, vậy em chờ lên nha. Ok. Có gì không em? Không anh ơi. Anh dưới có thấy gì lạ không? Không. Bình thường à. Gì? Tắt rồi, tắt nãy lúc có bóng đen đi lại á. Mà cũng ổn cái tắt mãi xin tắt trong đây luôn. Ừ, trong này cũng tắt luôn cả nha. Nãy mình đốt gỗ gàng cả nhà thấy rồi, mình đốt hai cây rồi. Là em thấy anh à. Anh cầm một quẹt anh đốt phải không? Thì đốt gỗ gàng. Nhảy xuống luôn. Không. Cái gì đó. Gì? Máy là không có xôm được với lại. Bây giờ trước tiên mình đi dán mấy lá bùa xung quanh cái đi. Không, mình dán trên nhà luôn. Dán nhà nè, gắn bốn góc nhà đấy. Đúng đi. Nãy em cầm phải không? Em dán cái gì anh cầm máy cho. Giờ dán là không có, anh em quên em hồ nữa. Đây đấy, kiếm mì anh dán nha. Anh dán thì em cầm mì máy cho. Cho mọc cái này không? Đông Tây Nam Bắc. Cho mọc cái nào đó? À... ở đây. Đây không? Tại giờ mỗi dụng nó có nghĩa là núi nó khác ở trong anh. Đúng rồi, nó khác. À, cái buồn mọc... không, cái này không cần hướng cũng được. Tại vì mình, tại ghi vậy thôi nhưng mà nó vẫn bình thường sao hết. Tại mình, kiểu mà ghi cho nó dễ với bốn hướng á. Nhưng mấy người ta biết hướng thì dễ, mấy người không biết thì không sao hết, bình thường cứ dán bốn góc. Thấy cũng như nhau. Cũng như nhau mà, không sao, không sao. Khác, khác chữ. Đâu? Khác chữ. Giống như này. Cô có tiếng gì ngoài quá vậy ta? Lấy đèn cày cho nó cháy.
cuối cùng là buổi quyết định này cả nhà. Em cầm máy gắn cầm máy nhé. Ok ok. Ủa. Ném vô mình nhớ nó cháy hay tắt ta? Đốt 2 cây mà. Thì ném em đốt 2 cây á. Lúc mà nó tắt rồi. Lúc mà đốt lại em đốt lại á. Cả nhà bây giờ anh em mình đã đốt xong đúng trong ý lộn dán xong tất cả các lá bùa. Giờ anh là lộc hả, anh em có nên đốt một ít đồ không rồi sau đó mình có. Bỏ camera lại không có anh là, hay sao hay là ngồi tại chỗ luôn anh tính sao? Giờ trước tiên thì phải có gì trong không? Thấy là anh em này. Gì? Cửa tự đóng hả? Đâu? Hả? Anh đâu có thấy đâu. Nãy nhớ nằm đây không? Ừ. Anh tập trung nói lá bùa rồi anh giật mình. Đây cả nhà. Xem lại những lá bùa này mình dán đã đầy đủ hết rồi. Tính ra là tổng cộng là 5 lá, 4 lá bốn góc và 1 lá chính giữa nhà. Nó đây cả nhà có cái cửa kìa. Bây giờ vậy nè cả nhà, nhưng mà cái lá bùa quyết định là vẫn là cái lá bùa giữa. Lá bùa niêu cả nhà. Bây giờ trước tiên vậy đi anh em, mình sẽ bày đồ ra cầu xem có điều gì không. Hay sao em? Hả? Đặt mấy máy xuống rồi mẹ anh em lên cầu. Ok, cái nhà đợi mình xíu. Mình vừa để máy xuống. Đến đây ra đồ lên lấy đồ ra nè. Ok.
này đốt cháy không? Bên cạnh nữa mà. Thêm hai cây nữa. Bây giờ cả nhà anh em mình sẽ cho một cái chỗ để cho nếu mà thật sự những lá bùa này có tác dụng thì mình sẽ cho ông thầy bùa này hiện thế sao đây? Ok, chút xíu đi nay mình hạ đèn ha, cứ đốt đồ xong đi tính. Đúng rồi, là thử tắt đèn hết chưa? Thấy không anh em thấy không? Tối quá hen anh. Tối. Thôi bắt đèn chút xíu đi, nay mình đốt đồ xong đi, nay mình tắt. Rồi đi, tới sáng đi. Ok, giờ lộn sẽ bật hai cái đèn lên cho sáng cả nhà. Em ngồi xích ra để cái quả trống phía giữa. Đây, lá bùa nãy đâu vậy em? Anh giữ không hay là em giữ? Anh giữ. Có mà. Trong cái túi đen đó. Hình như em giữ rồi đó. Là không phải luôn bên anh thôi. Ở đây nè. Thì cả nhà anh em mình sẽ mong sẽ được mời cái vị thầy này lên được. Mình còn một tờ nữa thôi. Để hai tờ không bác? Hai tờ để đi. Em để đi còn hồi mình đốt. Ok. Lá bùa này thì anh em mình sẽ cầu và xem coi ông thầy bùa có thể hiện lên ở nơi đây luôn không nha cả nhà. Nhớ rồi. Anh em mình sẽ ngồi hai bên, bên em thấy máy chắc thấy anh thấy không? Em coi lại thử. Cái quần nào? Cái quần nào thấy vậy? Lấy một khúc cái đèn cày này đi, cày trắng này, đốt đốt ngay chỗ cô cái chỗ nếu mà thì bùa nếu mà thật sự ông ấy thì không có thể hiện lên đây. Ủa quên á, tự nhiên anh bắt cái đèn nó ta, anh tính đặt hai cây luôn mà bên em nó hết pin hay vậy ta? Rồi khoan anh bắt á, anh tưởng nó để cho chở đi bắt, nếu mà hai cây quá sáng lắm, cây mình cũng được, bên em cũng thấy là được. Nếu ở video trước cả nhà có nghe thấy ông thầy bùa này nói rằng là tôi chết rồi, vợ con tôi, gia đình tôi, nghĩa là ông thầy
là ông chết rồi. Nghe nói địa ngục gì nữa đủ thứ đó. Mà bên Thạch Tiết và ở bên Phúc á, lúc đó Phúc xóa hết những video luôn. Chỉ còn bên Máy Lọc thôi, bên Máy Lọc còn. Là nghe những cái lời nói ai oán của cái người thầy này. Mình không biết là như thế nào, và thầy bùa này còn sống hay chết, nhưng mình nghĩ cái răng cái chết rồi á. Cao. Nhưng người này đang giúp mình hay là như thế nào mình không có hiểu. Thật sự hiện tại mình cũng còn rất là hoang mang. Giờ trước tiên ở nhà anh em sẽ đốt một số thứ ở đây. Rồi sao anh em mình mới đốt tấm bùa. Mình bớt đèn không phải bớt đèn không để đợi để đúng không à cậy xuống không okay. Không cậy à, để okay. Cái nào bây giờ nha, mình sẽ hạ bớt đèn xuống. Ok. Cả nhà máy nó hơi tối xíu nha cả nhà. Sẽ đốt cái lá bùa. Đốt lá bùa này để xem có cái gì thì bây giờ anh em mình đốt
Cho tôi hỏi, phong hồn hiện tại đang trước mặt anh em tôi là phong hồn của thầy bùa còn sống hay đã mất, hay là những vong hồn vất vưởng ở nơi đây? Vong hồn nếu thật sự là vị thầy bùa đã mất ở nơi đây, vì cớ làm sao mà lúc anh em tôi đến đây đều bị đuổi? Tôi hỏi, phong hồn hiện tại đang trước mặt anh em tôi là phong hồn của thầy bùa còn sống hay đã mất, hay là những phong hồn vất vưởng ở nơi đây? Vong hồn nếu thật sự là vị thầy bùa đã mất ở nơi đây, vì cớ làm sao mà lúc anh em tôi đến đây đều bị đuổi? Bây giờ anh em mình đốt. Cho tôi hỏi, phong hồn hiện tại đang trước mặt anh em tôi là phong hồn của thầy bùa còn sống hay đã mất, hay là
cả nhà. Sao cái đèn cày này nãy nó cứ dữ dằn lắm mà vừa cầm lên nó lụi vậy. Tắt luôn rồi này, tắt lại, tắt hết đèn cày. Tắt luôn đi. Cả nhà. Cả nhà. Không biết cả nhà có thấy không? Nhưng là có một cái bóng rất là to lớn, mà... bự lắm, cao bự đúng không em? Bự như kia hơn người thường rất là nhiều. Nhưng mà có lạ gì mà là anh em mình hỏi không có trả lời. Anh em mình đã rút bùa khai khẩu luôn rồi. Nhưng mà họ vẫn không trả lời. Em nghĩ là một cái lông nam nữ, anh nghĩ có thể ông thầy. Không biết thầy bùa, mình nghĩ có năng thầy bùa. Nhưng mà quan trọng là ông không trả lời là. Không trả lời. Mà trước khi mà ông đến là hình như là em để ý mấy cái cây đèn cày giống như có luồng gió thổi nhẹ ngang là ông hiện lên. Có gió vậy? Đúng gió không? Vậy? Anh thấy đồ nó bay lên. Thì nó gió nó làm mấy ấy lên. Vậy đó. Thì mình tạm tắt ba cái nến này đi. Nhà đợi đọc xíu xíu. Mà sao mà đã khai khẩu bao nhiêu lần trước là mình khỏi, mình có hỏi nhưng mà phải có trả lời. Nhưng mà tao cái anh nói cái câu cuối cùng là tao chết rồi, được nghe được cái câu đó đúng không? Rồi phải về đi, mình nghe câu cuối cùng là về đi. Nhưng mà mình không có nghĩa là anh em mình không có gọi là nó không có bỏ, anh em mình không có dám, chỉ nghe được cái từ về đi giống như đủ cái này. Nãy giờ em lấy không, khi mình em ở đây mọi chuyện như im ru, không có điều gì xảy ra. Anh em mình ngồi đốt rồi đúng rồi, còn mà khi anh em mình gì gì anh em mày thu là mấy lá bùa cái này gì okay. Em chia cái gom những cái lá bùa lại. Không biết nữa. Cái nhà nếu mà không lấy cái lá bùa này ra thì không được. Tại vì cái nơi đây đợi chỗ người ta ở đó, mình không lấy ra thì giống như là mình ý họ không cho họ. Anh em mình chỉ thực hiện nghi thức rồi mới làm thôi. Ừ. Không thì xong mình tháo ra. Chứ không có để cho được, cái đó là làm hại họ. Họ không sẽ không để đến đây được. Tiêu đốt đi. Đúng rồi. Đốt khi ấy mình đem về mình tiêu mình đốt. Đi. Cái gì ta? Như con gì kêu á. Nghe đúng không? Có sao không anh, có sao không? Đưa máy cho em, đưa máy cho em. Không sao, không sao, anh sao? Bị, sao vậy? Thứ gì nóng lòi anh chứ? Bị, sao vậy? Thứ gì nóng lòi anh chứ? Cái gì nó quấn ngang cổ trò anh ấy kì.
Em vừa thì em quay lại thì thấy anh là rớt xuống dưới đó rồi. Sao không? Rồi gắt áo chứ, bên kia đấy kìa, bên kia đấy kìa. Quá chạy vậy? Trời ơi. Lúc chống luôn. Cái đinh của anh. Kìa kìa, cái đinh kìa. Cái nhà. Kéo còn dính cái vải áo của anh Lộc nữa nè. Đây nè. Cái nhà này còn dính nữa nè. Quái. Ủa. Anh Lộc ơi. Ủa. Quái gì? Anh Lộc. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Anh đứng trên lưng em. Anh đứng đâu? Anh đứng trên lưng em á, là ông quay lại rồi. Cái gì trời? Em quay xung quanh đâu có gặp anh đâu mà nói trên lưng em. Anh đứng trên lưng em. Trên lưng nào? Trong máy quay này quay nè. Em quay xung quanh hết trơn luôn, sau lưng em cũng không gặp anh nữa. Em cái đi ra tới đó một cái gặp thì anh bị kéo vô cái lỗ này nè. Cái gì thứ dữ nè, không cái gì nữa. Quái gì? Anh chỉ nhớ anh đứng trên lưng em. Không có sau lưng em đâu. Tới lúc mà em nhảy xuống cái giải này nè, mưa. Trong camera có thể quay được. Em cầm máy với máy em quay thì em vừa nhắn lên thì bình anh đứng hồi nãy đây nè. Nhưng mà em quay lại bắt tiêu anh rồi. Em vô tới đó luôn, em quay luôn mà. Ra tới ngoài thì một cái rạnh thì không biết tại sao luôn. Sao mà cái gì đó hả? Giống như cái gì đó giữ cái chân anh biết là anh đứng sau lưng em thôi. Tao có đứng giữ cái chân trời. Sao mà bị kéo xuống là cái đó là gì? Không biết cái gì nó quấn nhà được rồi. Có quấn dò ừ, kéo xuống hay dò. Hơn là anh lúc anh để hai tay anh chịu thôi đây nè. Anh chịu là hai bên á, anh thấy không? Bởi vì mấy cái dính nó kéo anh đó. Ừ, nó mới cái nào là cái cọng dây đó. Không biết nữa. Cọng dây còn lại nó quấn anh em mình đó. Sao mà cái gì vậy? Dính trên mình anh. Mình tinh giác. Cái miếng mắt dính gì kìa? Chỗ miếng mắt lên đây nè, bên đây nè. Bên đây nè. Cái gì vậy anh tinh giác? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Cái đó. Không biết nữa. Đây này cả nhà, hồi nãy mọi người nhớ là cái lúc mà mình quay xuống đây mình nói cái miếng vải nó kéo lại cái nó dính lại cái đinh á, dính miếng vải áo lọt thì quay qua lại anh ảnh không thấy ảnh. Anh đứng đây sau lưng nghe. Không có. Trời ơi, hai cái máy nè. Lúc đó là anh chỉ biết em đi xung quanh nó trơn luôn nè. Mà có gặp anh đâu. Sao anh? Quái thì chứ. Gì anh? Cẩn thận anh ơi, anh. Lúc ấy là mình đứng sau lưng Phúc của gà. Không có. Ở cái máy của em thì anh coi. Hai máy là sao em thấy anh được. Mà em đi xung quanh hết trơn luôn rồi. Cũng lúc mà anh đi ra là có gì đó kéo anh. Là anh hai tay anh móc hai bên. Kéo xuống đây đúng không? Hai tay anh giữ hai bên anh chịu rồi này. Bởi nó gách áo.
Nhưng mà khi mà em cầm cái máy anh, em quay luôn, em quay xuống đây luôn nè, nhưng mà quay lại thì không có, không có đứa nào đứng sau lưng em được hết á. Anh đứng sau lưng nhưng mà lúc đó là không. Em quay trong đây nè, quay ra đây luôn nè, kỳ vậy rồi. Không phải sau lưng em đâu. Bị che mắt không? Nó muốn bắt anh đi nhưng mà em phát hiện kịp thời á. Tại vì cái lúc mà em vừa chạy ra em tính là nhảy xuống kiếm anh đó, thì em nghe một cái găm. Cái gì vậy? Giống như dấu chân vậy đó. Từ ở ngoài đó bước vô đây hay gì nè. Đúng rồi. Nước. Giống nước. Mà nãy giờ anh em mình đâu có đi đâu mà nước. Mọi người có nhà dài nên mình khô quéo mà. Sớm giờ là anh em mình trên nhà không á. Mới đây luôn nè. Mới đây luôn nè. Anh định sao? Xuống cái đèn này. Ok. Đưa máy cho em, đưa máy cho em. À, nhảy xuống được. Đấy, đấy, được không, được không? Nó tại nào đau, nó gắt áo không được. Cái gì? Ui, 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 ui. Em ui, sao không? Sao? Cái gì á? Đi xuống đi, đi xuống đi. Đi xuống dưới đi. Xuống dưới đi. Anh ấy là đi sao cha? Xuống đi. Gì em? Ê! Ủa cái bọc đồ cúng còn trên kìa. Gì cái bọc? Em cầm nó bọc gì? Ủa? Gì em? Ê! Ủa cái bọc đồ cúng còn trên kìa. Gì cái bọc? Em cầm nó bọc gì? Ủa? Gì em? Ê! Ủa cái bọc đồ cúng còn trên kìa. Gì cái bọc? Em cầm nó bọc gì? Ủa? Cái bọc? Em cầm gì mong? Cầm hen. Rồi rồi rồi. Nó buồn mình nữa. Mà. Ủa nó phải bọc này nhiều, gì? Nhiều lắm mà. Ủa? Kỳ vậy ta. Giờ anh em mình lui đi. Rồi tính. Cầm máy ngoài bù rồi. Đi ngoài. Ok. Cả nhà anh em mình đi ngoài cái cả nha. Mình nói chuyện cả nhà sao cả nhà. Cả nhà anh em mình ra ngoài. Mình không biết là như thế nào nữa, nói chung là có thể là mình bị hoặc là bị che mắt Phúc á. Mình nhớ không lầm là mình đứng sau lưng Phúc, mình chỉ nhớ vậy và hồi ra tự nhiên có cái gì đó nặng á, mình chỉ biết nặng. Mình thấy Phúc, đứng sau lưng Phúc. Tại lúc mà lúc Phúc chồm nó đẳng á, thì Lộc đứng gõ gàng sau lưng đó, Lộc nhớ vậy thôi.
Còi sao đó à. Em rút ra cái gì kéo em lại phải không? Có gì kéo, quá dịch, dịch dài mà. Tao mất khở. Tại mình ngồi biết cái tờ trên đó mình đang đứng mà nó kịch mình ra tới. Té bật ngửa ra mà sao. Té lúc đó đau rất là đau, mất khở. Lúc anh chạy lên hỏi em nó đau quá đau, nó thở chịu nổi. Nguyên Lộc hồi nãy mọi người rất là hên là gì nè. Cái đinh đinh đâm à, cũng lửng nhưng mà không có đến nỗi được sâu. Tại vì nếu mà nó lủng khéo nữa thì là cái đinh đâm vô em biết không có lúc anh câu được hai cái tay lợ. Lúc là cả nhà lúc mà mình bị kéo là lúc đó mình câu được hai tay lợ là buông cái máy quay á. Là lúc câu được hai cái tay hai bên nè. Nè nó gắt đúng hai bên luôn nè. Vậy mẹ này, ý em nói là anh sẽ câu là được. Đúng rồi. Nếu mà anh buông anh lấy luôn để hai tay hai bên lọc câu nghĩ là cả cơ thể lợ cả nhà. Thì hai cái này nó móc vô cái đinh cũng hên là may mắn là lọc kỵ ra được hai tay. Nếu mà vậy không được là anh nghĩ là anh lâu anh đi nữa. Nhưng mà mai ở cửa là lúc mà vừa có cái gì đó nó quấn ngang cái vỏ lọc á là kéo xuống liền mình buông cái máy luôn. Lúc đó buông cái máy luôn là nhờ cái hai tay để ngang này nè mình nghĩ lại mình chịu rồi nó kéo nhưng mà cái lực mình không lại kéo xuôi xuống là quay lại em quay lại liền là thấy lúc nãy giống em đấy. Em chịu là không được tại vì không có gì em dịnh hết trơn á. Lúc mà bị em tính nhảy xuống rồi mà vừa nhảy xuống thì chỗ này anh em mình nghĩ là không phải riêng thầy bùa không mà còn những cái gì đó nữa mà anh em mình không chưa biết hết được. Bây giờ anh em mình nói chung cũng tạm dừng video ở đây cả nhà. Để về rồi anh em mình sẽ xem lại video có gì anh em mình sẽ cho bây mọi giờ người chào xem. Mọi người anh em mình rút tại giờ cũng hơi khuya mọi người. Chào người hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye cả nhà.